Hello, chào các anh chị. Chúc các anh chị một buổi sáng nhiều cái sức khỏe, thành công và giao dịch đạt được nhiều kết quả cao. Nay thì lâu lắm rồi thì mới quay lại cái chương trình trực tiếp vào lúc buổi sáng, nói chuyện với anh chị nhiều hơn về các vấn đề mà thị trường. Thì anh chị nếu mà nghe được và cái âm thanh với hình ảnh tốt thì vui lòng là cho cái ý kiến để biết được là cái âm thanh và hình ảnh là ok. Anh chị để lại cái cảm nhận của mình để biết được là âm thanh, cái hình ảnh thì đường truyền rất là tốt. Bên cạnh đó nữa thì cũng giúp một chút xíu ở chỗ là like và chia sẻ cái trực tiếp để được nhiều người cùng được nghe nói chuyện nhiều hơn. Được không anh chị? Mời các anh chị uống cà phê buổi sáng ạ. Chúng ta thì đi vào ngay cái vấn đề mà ở như cái tựa đề của cái buổi nói chuyện hôm nay, đó là chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về một vấn đề khá được rất nhiều người đặt câu hỏi nhưng mà không biết là trả lời và giải quyết các cái vấn đề đó nó như nào. Đó là vấn đề tại sao rất nhiều cổ phiếu mà theo phân tích cơ bản thì khá là tốt, không chịu tăng, chẳng tăng giá, không thay đổi về mặt diễn biến của giá, nhưng có rất nhiều những cổ phiếu được cho là rất tồi nhưng mà nó lại tăng giá và có thậm chí còn tăng phi mã luôn. Thì có khi nào anh chị đặt ra câu hỏi như thế không ạ? Tôi dám chắc rằng là rất nhiều nhà đầu tư, rất nhiều anh chị đã từng mua vào theo phân tích của mình hoặc là theo khuyến nghị của một số người thì đúng là các chỉ số, các chỉ báo, kết quả hoạt động kinh doanh của các một số doanh nghiệp đạt một cái mức độ gọi là được đánh giá theo cái gọi là cái tiêu chuẩn chung á, thì nó được đánh giá là khá là tốt, khá là tích cực. Nhưng mà dù nó rất là tích cực, nó rất là khá, nhưng mà nó không chịu tăng giá. Nó không chịu tăng giá thì có hai cách. Thường thì có hai cách để các nhà đầu tư xử lý cái việc này. Cái cách thứ nhất là với việc mà nếu bỏ ra chi phí vốn thấp, tức là cái giá mua thấp so với lại chi trả cổ tức của doanh nghiệp này, thì rất nhiều nhà đầu tư đã chuyển thành cái hướng là đầu tư dài hạn và hưởng cổ tức đều đặn trên cái giá cổ phiếu mua vào nó cao hơn ngân hàng. Thì cái thứ nhất, nhưng thông thường cái này không được sử dụng nhiều. Thông thường thì cách này không được sử dụng nhiều lắm. Bởi vì đơn giản là phần lớn các nhà đầu tư ở Việt Nam á, đều khá là thích chỉ là giao dịch ngắn hạn, lướt sóng và kiếm được cái sự biến động giá ngắn hạn của các cổ phiếu. Thì vậy nên là thường là sẽ nắm giữ một thời gian ngắn, sau đó là sẽ bán ra và đi tìm một cái cơ hội khác tăng giá nhanh hơn. Nhưng mà theo lập luận thì nó là như vậy. Mà lại có những cái cổ phiếu khác thì được đánh giá là rất là tồi, các chỉ báo rất là xấu, cực kỳ xấu luôn, nhưng nó vẫn tăng rất là mạnh. Dù là các công ty này thì lợi ích là về lợi nhuận kinh doanh cũng chẳng nhang làm ra được nhiều cho cổ đông đâu. Bên cạnh đấy nữa thì cái phần mà tăng giá thì nó lại cũng không tăng giá. Nó không tăng giá nó lại có cái đợt mà tăng giá nhiều hơn so với lại cái cổ phiếu kia, xin lỗi, thì sẽ làm cho người ta có cảm giác rất là thích thú với cái những cổ phiếu như thế. Thì cái câu trả lời cuối cùng cho cái ý hỏi này á, thì thưa với các anh chị, nguyên nhân chính của vấn đề nó nằm ở dòng tiền anh chị. Không cần biết là nó là cổ phiếu tốt hay cổ phiếu tồi, miễn sao nơi đó tập trung dòng tiền thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng. Nó được ví giống như là cung thì khan hiếm mà nhu cầu thì lớn, vì vậy nên giá nó sẽ tự động và chủ động nó sẽ tăng giá thôi, chứ nó không có quá khó để giải thích. Thì nhiều người sẽ nói rằng là không đúng đâu, ông này ông trả lời như thế là không hợp lý, không đúng. Mà nhiều cổ phiếu mà tồi mà vẫn tăng giá
là do đội lái hay gì gì đó, nói chung là vẽ ra một cái viễn cảnh là do đội này đội kia hay này kia. Thưa với các anh chị thì ở cái ý này thì giải thích như nào? Thế Thắng và anh chị em trong câu lạc bộ Tự Nhiên Chứng Khoán cũng đã có nghiên cứu về vấn đề này, nên là cũng có một vài cái ý muốn nói thêm với các anh chị về cái câu chuyện là đội lái. Cụ thể là nó như thế này. Thực tế mà nói á, là ai thì không quan trọng. Quan trọng nó vẫn là dòng tiền, tức là vẫn là cái nhu cầu mua vào. Khi mà có một cái áp lực tiền lớn được đưa vào một cổ phiếu thì chứng tỏ là cái dòng tiền mua nó rất là mạnh. Mặc dù dòng tiền mua này có thể là chủ động hay bị động, hay nó là cung cầu của thị trường, hoặc nó không phải cung cầu của thị trường mà là do ý thức chủ quan của một nhóm người, thì nó vẫn là dòng tiền. Mà khi nó đã là dòng tiền thì nó giống như là bước chân của ví dụ nhé, trong một khu rừng, nếu như mà một con hươu nai nhỏ thôi đi theo cái đường mòn thì cái việc mà phát hiện cái dấu chân nó là rất khó. Nhưng nếu mà có một con voi hay một con tê giác, hay nếu như có một con khủng long mà vận động dịch chuyển trên cái lối mòn đó, thì rõ ràng cái dấu chân để lại là rất rõ ràng. Tức là nó để lại dấu chân, thì dòng tiền nó cũng để lại những cái dấu vết của nó. Khi dòng tiền đến hay dòng tiền đi, nó luôn luôn để lại một cái dấu vết. Thì đó là chính là lý do cốt lõi của câu chuyện. Rất nhiều những cổ phiếu mà theo đánh giá của nhiều người thì nó là không tốt, nó không tích cực, nhưng nó vẫn tăng giá. Là bản chất nó có cái dòng tiền đó. Có cái dòng tiền đó thì được có thể xét được là do dòng tiền của một cái đội, một cái nhóm, hay của chính các anh chị tác động vào đó. Thường thì chúng ta khi mà giá cổ phiếu nó tăng á, thì chúng ta thường hay có thói quen là ưa thích nó. Bởi vì thực tế cái này thì dù có nói 100.000 lần đi chăng nữa thì chúng ta vẫn thường xuyên mắc phải cái câu chuyện đó. Đó là cái lòng tham anh chị. Thì khi chúng ta nhìn thấy nó tăng giá thì ai mà chả không tham, ai mà chả không muốn, ai mà chả không thèm. Chính vì như vậy nên chúng ta sẽ có xu hướng là lại gia tăng thêm cái lực cầu, cũng muốn mua nó vào. Chính vì cái ý thích đó, cái nhu cầu đó mà cái áp lực cầu nó sẽ tăng lên. Mà cung thì nó có giới hạn, vì vậy giá cổ phiếu nó tăng đó là đương nhiên. Còn rất nhiều những cổ phiếu khác, rất nhiều những cổ phiếu khác, lấy ví dụ nó cực kỳ tốt theo ý nghĩa của cái việc phân tích cơ bản thôi, nhưng mà chả có ai đoái hoài tới. Cũng chính vì giá của cổ phiếu đó nó không có tăng, nó không dịch chuyển. Chính vì vậy nên là cái nhu cầu mà thèm khát nó để mua vào để kiếm lợi nhuận ngắn hạn, tức là dòng tiền ngắn hạn, nó lại cũng không tới, không có nhu cầu tới. Chính đó lại cũng là lý do dẫn đến là cái cầu đó, nó giảm dần và có xu hướng là cung áp lực tăng, cái cung bán ra thì nhiều lên. Vì vậy nó lại càng dẫn đến cái giá cổ phiếu đó không tăng được. Vậy thì nhiều người sẽ đặt ra cái câu hỏi là nếu như vậy thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái việc mà tìm chỗ nào có nhu cầu lớn ở giao dịch ngắn hạn. Còn những người giao dịch dài hạn thì sao? Có hay không nên cái câu chuyện là mua vào những cổ phiếu như thế để dài hạn? Chung hôm nay thì nói về một cái vấn đề nó khá là chuyên sâu và hơi có phần khó hiểu một chút. Nên là sẽ rất nhiều người mà không để ý nghe, không hiểu được vấn đề. Bởi vì Thắng thì Thắng muốn chia sẻ với mọi người, với anh chị em những cái gọi là mang tính chất gọi là nền tảng, để anh chị em hiểu hơn, nắm hơn và tự chủ động đưa ra các quyết định giao dịch. Nó hay hơn là cái câu chuyện mua cái gì. Thực ra mua cái gì khuyến nghị hàng ngày thì Thắng có thể khuyến nghị được cho anh chị rất 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 nhiều luôn. Nhưng Thắng không muốn là đó thành cái thói quen, thành cái việc là ưa ý thức chủ quan của Thắng và nhóm anh chị em Tự Doanh Chứng Khoán.
Bởi vì có làm như vậy đi chăng nữa thì dù gì nó cũng chỉ là cái gọi là cái khuyến nghị chủ quan thôi, thì có khác gì là anh chị gửi tiền cho nhóm bọn em giao dịch. Bởi vì quyết định nhiều khi bọn anh chị mà mua theo mà không có sự kiểm chứng lại thông tin, không có những cái hiểu biết nhất định, thì gần như đó là gọi là khoán tiền cho bên tự doanh cho nhóm bọn em giao dịch. Còn mặc dù có rất nhiều người cũng giao dịch tức là gọi là nghe bọn em khuyến nghị và giao dịch theo, nhưng họ có cái hiểu biết nhất định, có cái sự cầm nắm thông tin, và họ hiểu rằng là đã đến lúc bọn em chỉ đã đóng vai trò là người đọc báo thay và là người gọi là canh cái thời điểm nó phù hợp, chứ không phải là người ra quyết định mua bán, thì cái giao dịch đó nó lại khác hoàn toàn anh chị, nó khác hoàn toàn. Nên là tiếp tục em nói tiếp được cái câu chuyện là những cổ phiếu mà tốt nó không tăng thì giải quyết như nào, còn những cổ phiếu mà gọi là rất chi là tồi mà nó thường xuyên tăng và tăng liên tục thì có nên mua vào hay không, có nên mua vào hay không. Thì để làm rõ câu chuyện đó thì có rất nhiều ví dụ, nhưng mà thực tế là Thắng không muốn nói đến các ví dụ bởi vì cũng có lý do của nó anh chị. Những cái ví dụ là nó sẽ gây ra những cái tác động khá là tiêu cực đến cổ phiếu và đến thị trường, những cổ phiếu và đến thị trường. Thì nó như thế này anh chị này, tất cả mọi thứ nó đều bắt nguồn từ doanh nghiệp, tất cả nhiều mọi thứ nó đều bắt nguồn từ doanh nghiệp. Nó cũng trong ngắn hạn thì có thể dòng tiền nó sẽ không dồn tới một số cổ phiếu nào đó, dẫn đến câu chuyện ngắn hạn thì nó chưa tăng, chứ nó không phải là nó không tăng. Cái này là có là kinh nghiệm thực tế, một số khách hàng, một số cái giao dịch của chính bản thân Thắng và nhóm đã từng giao dịch mua và chờ đợi, có lệnh mua và chờ đợi. Thì lệnh mua như nào, mua cổ phiếu nào và chờ đợi bao lâu thì nó là mua đúng. Còn có những cổ phiếu anh chị có mua vào và chờ đợi đến muôn đời nó cũng không tăng, nó cũng không tăng. Đây phải có sự phân biệt rất là rõ ràng câu chuyện này. Thì nó bắt nguồn từ cái hiểu cái bản chất của cái sự việc là nó tại sao. Thì với những cổ phiếu mà nhìn về mặt gọi là mới tổng quan á, thì các chỉ báo, các chỉ số và các cái báo cáo hoạt động kinh doanh nó khá là được xem là khá là tốt và tích cực. Nên là tốt là khá là tích cực. Nhưng anh chị xem kỹ hơn rồi anh chị sẽ phát hiện ra một cái điều gì đó mà nó có lý của nó không tăng, nó không có dịch chuyển về mặt giá. Có thể là người chủ doanh nghiệp chưa được hợp lý, chưa được quản trị doanh nghiệp mà mang tính chất gọi là rút ruột doanh nghiệp quá nhiều. Có thể là do cái dòng tiền vay nợ của doanh nghiệp đó quá lớn. Có thể là do cái sự tăng trưởng về lợi nhuận và doanh thu của nó không ổn định, nó tăng giảm bất thường. Có thể là do dòng tiền ngắn hạn của doanh nghiệp đó có vấn đề. Và cũng có thể là do một vài dự án của doanh nghiệp đó đang có vấn đề. Có rất nhiều lý do. Nhưng ngoài cái đó ra, anh chị tìm không ra được cái gì cả, thì nó sẽ có những trường hợp như thế này nữa anh chị. Đó là một cái doanh nghiệp đó là nó có sự ổn định, nó quá ổn định luôn, nó có một cái sự ổn định, nó gọi là già cỗi ấy. Cái sự ổn định già cỗi ấy. Tức là chính cái doanh nghiệp đó nó không, gần như nó không tăng vốn chủ sở hữu, gần như nó không to ra, và thị phần của doanh nghiệp đó gần như không thay đổi luôn. Mỗi năm doanh nghiệp đó đều đặn kiếm ra một mức lợi nhuận nào đó. Thì thưa với các anh chị là cũng giống như là tiền của các anh chị mà bỏ vào ngân hàng, mỗi năm nó đều đặn sinh ra một cái mức lãi nhất định. Thì thưa với anh chị, như thế có phải là tốt không ạ? Thực ra thì nó rất an toàn, nhưng nó không hẳn là tốt. Đó là giải pháp cuối cùng mà những người có tiền chọn để sử dụng. Bởi vì không còn cách nào để đầu tư nữa, không còn cái giải pháp nào để đầu tư cái khoản tiền đó để có mức sinh lời tốt hơn nữa, thì mới chọn đến cái giải pháp là gửi ngân hàng. Thì đây, cái doanh nghiệp này nó cũng như vậy. Mỗi năm đều đặn, ví dụ tôi lấy ví dụ mỗi doanh nghiệp mỗi năm đều đặn nó cho ra một mức sinh lợi nhuận là khoảng tầm 30 tỷ hoặc 50 tỷ, 30 tỷ chẳng hạn. Mỗi năm cứ đều đặn như bắt tranh 30 tỷ lợi nhuận sau thuế, 300 tỷ lợi là doanh thu,
biên lợi nhuận của doanh nghiệp này là 10%, đều luôn, đều như phát tranh luôn, nhưng mà không không tăng trưởng về mặt doanh thu. Năm nào cũng có chừng lấy doanh thu rồi, năm nào cũng chừng lấy lợi nhuận rồi. Thì những doanh nghiệp như thế, nhìn ban đầu mới nhìn qua, những người mà ít kinh nghiệm, thiếu kinh nghiệm như chị em, anh chị em mình mới tham gia, mới nhìn qua thì thấy nó rất tốt, nhìn rất ngon, rất hoành tráng. Nhưng thực tế anh chị đã lựa chọn một cái giải pháp thực ra nó ổn định, nó bền, tức là nó không bị rủi ro, nó ít rủi ro. Hệ số beta của cái doanh nghiệp này đảm bảo với các anh chị để ý thêm cái hệ số beta, tức là cái hệ số mà dịch chuyển về giá so với thị trường á, thì rất là thấp, rất là thấp. Tôi có thể lấy rất nhiều những ví dụ về những cái cổ phiếu này cho các anh chị, nhưng thôi không đi vào chi tiết là lấy ví dụ nữa, chỉ nói như vậy để anh chị hiểu và anh chị có thể xem lại, kiểm tra lại xem nó đúng như thế không, nó đúng như thế không. Vừa nói chuyện thì vừa uống cà phê buổi sáng nên là cũng sẽ nói chuyện chậm thôi, không nhanh. Mong các anh chị là ủng hộ bằng việc là chia sẻ, like, bình luận, để lại những cái bình luận ở phía dưới để làm mục đích là sẽ thúc đẩy cho cái sự hoạt động của nhóm tự doanh chứng khoán ngày càng phát triển hơn. Anh chị nào mà có biết một số cái nhóm chứng khoán thì vui lòng là chia sẻ giúp cái video lên các nhóm. Không phải là chia sẻ để làm gì đâu, chia sẻ để là cái hiệu suất làm việc của Thắng nó cao hơn một chút. Bởi vì khi mà Thắng nói mà cái chia sẻ của mình nó đến được với nhiều người hơn thì bản thân mình cũng cảm thấy rằng là cái hiệu suất làm việc của mình nó tốt hơn, nó có ích cho xã hội và ích cho cộng đồng hơn. Thực ra với mỗi người thì khi chung tay mà like hoặc chia sẻ thì nó chỉ là một cái hành động rất là nhỏ thôi, nhưng nó có ích cho rất nhiều người, nó có tính lan tỏa rất là cao anh chị, nó rất là cao. Cái tính lan tỏa đó ở các ngành nghề khác á, ở các ngành nghề khác á thì nó không ý nghĩa nhiều, nhưng ở ngành tài chính á, thực tế các anh chị đã giúp ích rất là nhiều cho rất nhiều người. Bởi vì khi Thắng và nhóm nói chia sẻ với mọi người, anh chị đưa ra cảm nhận, like và chia sẻ đối với người khác nữa, thì cái tính cộng hưởng của cộng đồng nó tốt. Và cái điều đặc biệt đó là khi mà cái tư duy của nhiều người cũng có mới tham gia, cũng giống như lúc các anh chị bị mất tiền đấy anh chị, thì khi mà tìm được một cái chỗ mà người ta nói cho mình hiểu được vấn đề, chia sẻ cho mình để mình hiểu và kiểm soát cái tiền của mình tốt hơn, đỡ mất mát hơn, thì đó cũng chính là các anh chị đang và đã thực hiện cái sự chia sẻ của mình giúp ích cho người khác các anh chị. Ra mong muốn của nhóm về mặt dài hạn nó cũng chỉ là hướng tới là giải quyết một cái khâu khá là khó trên thị trường, thực tế cả cơ quan chức năng cũng không giải quyết được và chưa giải quyết được, đó là cái mảng bất cân xứng thông tin đó anh chị. Bất cân xứng thông tin nó giống như cái kiểu là con vua thì lại làm vua, một con sải ở chùa thì quét lá đa anh chị. Tức là sao? Tức là một số nhóm tổ chức và một số người mà có cái giá trị vốn tài sản lớn, thông tin họ vẫn sẽ nhận được sớm hơn các anh chị, vẫn sẽ được tư vấn sớm hơn các anh chị. Có những bản tin có thể họ đã nhận được trước đó vài tháng luôn anh chị, thì mới đến tay các anh chị. Vì vậy cái việc chia sẻ này của nhóm chúng tôi mong rằng là sẽ giảm thiểu bớt cái sự bất cân xứng thông tin nó đi, sẽ nâng cao hơn nữa cái việc là cái luồng thông tin chính thống và đúng và trúng, nhanh hơn đến tay và đến tai các anh chị. Để mục đích của câu chuyện tin đây không phải là để kiếm lợi nhuận, mà để phòng ngừa các cái rủi ro có thể xảy ra đến cái việc mà mất mát tiền bạc của các anh chị. Ai cũng đã từng tham gia thị trường này cũng đã từng một vài lần mất mát. Chính vì cái chuyện mất mát đó nên chúng ta phải nâng cao hơn nữa, thêm hơn một chút, tăng hơn một tí cái việc bớt chút một thời gian một tí thôi, chia sẻ những cái thứ mà nhảm nhí thì tôi không nói, nhưng mà chia sẻ những cái thứ mà nó tốt và nó tích cực thì Thắng và anh chị em tự doanh chứng khoán cho rằng là nó sẽ nâng cao hơn nữa cái tính lan tỏa trên cộng đồng. Tất nhiên là không ngoại trừ những trường hợp là khi mà Thắng và nhóm tự doanh chứng khoán nói trao đổi thì cũng có rất nhiều người là ưa thích
nhưng không 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 ít những người người ta cảm thấy không thích. Dù không thích hay là thích thì Thắng và nhóm vẫn tiếp sẽ vẫn tiếp tục để làm và chia sẻ với mọi người, cũng nhằm mục đích mà Thắng này giờ đang nói. Tất nhiên ngoài ra thì nó cũng sẽ có những một mục đích khác nữa. Nó cũng giống như là cái quy trình mà làm kinh doanh của các anh chị thôi. Làm gì thì làm thì chúng ta cũng phải hướng tới cái kết quả kinh doanh. Tất nhiên chúng tôi sẽ có cái sự lồng ghép đó trong cái câu chuyện là chia sẻ. Nhưng ở đây bản thân Thắng và nhóm luôn luôn đề cao cái tinh thần và cái tư duy là hãy chia đi thì sẽ nhận lại được rất nhiều. Mà thực tế là nó đã thành hiện thực những câu chuyện đó các anh chị. Tức là những cái thứ mà Thắng chia sẻ như thế này thì Thắng và anh chị em trong nhóm tự doanh chứng khoán cũng đã và đang rất là nhiều thứ. Cái nhận lại đầu tiên mà Thắng và anh chị em tự doanh chứng khoán nhận được đó là cái sự cảm thông, cái sự chia sẻ, những cái cảm nhận của mọi người về cái việc làm tích cực dưới những cái video mà nhóm đăng lại ở trên YouTube, trên YouTube á, thì có rất rất nhiều những cái sự cảm nhận, rất nhiều những cái bình luận, những cái đánh giá khá là tích cực, đọc nhiều dòng chia sẻ của nhiều anh chị em chia sẻ ngược lại với chúng tôi thì thấy rằng là chúng tôi đang làm tốt cái công việc của chúng tôi đang làm. Đó cũng là cái thứ mà là cái niềm động viên và thúc đẩy khá là lớn cho cái công cuộc gọi là biến cái thị trường tài chính thành một cái nơi có thể tin tưởng để gửi gắm tiền bạc, là một kênh đầu tư khác ngoài ngân hàng, ngoài cái việc gửi ngân hàng. Mục tiêu dài hạn nó sẽ là như vậy. Chúng tôi mong rằng là sẽ luôn luôn tiếp tục nhận được những cái sự đóng góp, những cái ý kiến phản hồi. Đơn giản chỉ là một cái từ thanh thôi, cảm ơn thôi, hay là ở phía dưới ấy, nó có cái chỗ bình luận, nó có cái hình cảm nhận về cảm xúc ấy, nó có luôn sẵn từ thanh luôn, anh chị chỉ cần ấn cái là nó ra thôi. Thực ra là cũng không mất quá nhiều thời gian lắm với câu chuyện đó, nhưng mà mong tiếp tục nhận được cái sự chia sẻ như vậy. Tiếp tục với lại cái câu chuyện hồi nãy đang nói về những cái cổ phiếu tốt. Thực ra tốt, nếu mà thực ra đúng mà tốt thì nó tốt, nó vừa phải là tốt theo đúng nghĩa là doanh nghiệp mà làm ăn và phát triển bền vững, nhưng nó phải đan xen với câu chuyện là giá phải có cái sự dịch chuyển theo hướng lên. Thứ ba nữa, nó phải tốt ở cả cái khía cạnh đó là dòng tiền, tức là không chỉ mình anh chị quan tâm và biết nó tốt mà tất cả mọi người xung quanh anh chị cũng đều quan tâm tới nó và hiểu rằng và cho đánh giá rằng là nó tốt, nó tích cực. Hai, có lẽ là khoảng 1.500, Thắng cho rằng là khoảng tầm thị trường bây giờ cả upcom, cả ATC, OTC, rồi sàn Hà Nội, sàn Hồ Chí Minh nó khoảng tầm 1.500 cổ phiếu. 1.500 cổ phiếu mà anh chị có thể tìm và lọc ra được những cổ phiếu mà nó thỏa mãn rất nhiều những cái tiêu chí như vậy thì thực tế là tưởng là nhiều nhưng nó lại không nhiều, nó khá là ít đấy các anh chị, nó không nhiều lắm đâu. Cái nữa mà anh chị sẽ nhìn thấy mà để cho giá nó dịch chuyển theo hướng mà gọi là hướng vận động đi lên ấy, thì nó phải đi kèm với đó là doanh thu và lợi nhuận, nó cũng phải có hướng là dịch chuyển theo biểu đồ đi lên, tức là có sự tăng trưởng năm sau phải cao hơn năm trước, chuyện đó là chuyện bắt buộc. Còn nếu nhìn thấy những cổ phiếu nào mà nó chỉ là những cái đột biến bất thường, cái sự dịch chuyển nó chỉ mang tính chất thời điểm thì nó giá nó cũng sẽ dịch chuyển theo mang tính chất thời điểm. Nên là hôm qua thì có ngồi đọc và nghiên cứu lại một cái đoạn nói chuyện của một nhà đầu tư huyền thoại, khá là huyền thoại luôn. Nó nói thế này này, phần đông nghĩ rằng là những cổ phiếu đã có xu hướng, tức là đã có cái giá đã quá cao so với phần đông thì nó thường có xu hướng dịch chuyển cao hơn, còn
Còn một vài cổ phiếu á, thì cứ tưởng rằng là nó đã dịch chuyển thấp, rẻ, tưởng rằng nó đã rẻ, nhưng nó lại có xu hướng dịch chuyển thấp hơn, giảm giá thấp hơn. Thì để hiểu được đúng và trúng, không phải ai cũng làm được đúng và trúng như thế. Thị trường nó được có bao nhiêu cái cổ phiếu mà ví dụ bỏ cái phần cổ phiếu giảm đi, nói cổ phiếu tăng đi. Thì lấy ví dụ thôi, ví dụ như năm ngoái là khi mà Hoa Sen với Hòa Phát nó tăng giá ở cái vùng giá hai mấy nghìn một cổ phiếu á, với Hoa Sen và Hòa Phát đi, thì nhất nhị phần đông là khi mà nó dịch chuyển khoảng tầm 5 đến 10 giá thì phần lớn cho rằng là nó đã là khá là cao. Phần lớn tại thời điểm đó cho rằng nó là cao và rất ít người tiếp tục nắm giữ hoặc là tiếp tục mua vào. Nhưng nó lại có xu hướng là dịch chuyển cao hơn. Và rõ ràng trong năm 2016, Hoa Sen và Hòa Phát và ngành sắt thép nó lại càng ngày nó có xu hướng dịch chuyển cao hơn. Cao hơn. Đó là một vấn đề thứ nhất. Thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi là có phải cổ phiếu nào nó cũng như thế không? Làm sao mà nó lại cứ dịch chuyển cao hơn như thế? Thì anh chị cứ dùng cái lịch sử cũ phân tích lại. Tháng kia có bài chia sẻ chuyên sâu hơn về vấn đề này, nhưng mà anh chị hãy suy nghĩ đặt ra câu hỏi như thế và phân tích lại những cổ phiếu những năm trước. Lấy ví dụ của Vinamilk cũng được thôi, hay là lấy ví dụ của Dược Hậu Giang, Nhựa Bình Minh. Chị sẽ thấy rằng là những cổ phiếu đã tưởng chừng như là cao mà nó có lại càng có xu hướng dịch chuyển cao hơn. Cổ Tech Công cũng thế, Thế Giới Di Động cũng vậy kìa. Đấy, còn những cổ phiếu có xu hướng là dịch chuyển thấp hơn thì nó lại càng thấp hơn. Thì vậy năm nay cổ phiếu nào nó sẽ làm được cái chuyện đó? Thì từ những cái câu hỏi đặt ra như thế, anh chị thử nghiên cứu rồi sau đấy mới lựa chọn và tìm kiếm một cổ phiếu mà nó thỏa được cái tiêu chí là càng ngày nó càng dâng lên cao hơn, thì anh chị mới có mong có một cái kết quả và có cái niềm tin nhất định để đầu tư và kiếm được cái lợi ích, đúng không anh chị? Thôi hôm nay thì buổi sáng nay thì chỉ dành ra chút sự thời gian như vậy để chia sẻ và nói chuyện với các anh chị. Mong là vẫn tiếp tục nhận được những cái chung tay chia sẻ của mọi người để tăng cái tính cộng hưởng của cộng đồng. Cảm ơn và chào các anh chị.